Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Việt Sử Toàn Thư. Thưa quý vị, trong những người đến Sầm Châu theo Nguyễn Kim và vua Lê Trang Tông, có một người nghèo khổ xuất thân trong đám Lê dân, sau này trở thành một người có công lớn nhất trong sự nghiệp Lê Trung Hưng nhà Lê. Tên tuổi Trịnh Kiểm được lưu truyền và sử sách đã không ít giấy mực để đánh giá về con người này. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để biết thêm về tiểu sử Thế Tổ Trịnh Kiểm. Tổ tiên của ông quê làng Sào Sơn, còn gọi là Sóc Sơn, huyện Vĩnh Ninh, trấn Thanh Hoa, sau này đổi thành huyện Vĩnh Phúc đến Vĩnh Lộc đời Tây Sơn. Cao tổ của ông là Trịnh Kỳ, Trịnh Kỳ, Trịnh Liễu, Trịnh Lan, Trịnh Lâu. Trịnh Lâu lấy vợ họ Hoàng ở thôn Hồ Thôn, xã Vệ Quốc, Yên Định, cách Sào Sơn, con sông Mã, sinh ra Trịnh Kiểm. Ông sinh ngày 24 tháng 8 năm 1503, niên hiệu Cảnh Thống thứ 6 đời vua Lê Hiển Tông. Ông có tên húy là Phiến, sau gọi là Kiểm, được sinh ra ở quê mẹ Hồ Thôn. Tiếng đồn trong dân gian thường đi kèm với những nhân danh kiệt xuất trong lịch sử, và trong gia phả có ghi, khi sinh ra Trịnh Kiểm có hào quang rực sáng đầy nhà. Năm lên 6 tuổi thì cha chết, ông theo mẹ là bà Hoàng Thị Dốc về quê nội làng Sào Sơn. Nhà nghèo, mẹ con cày cuốc, rau cháo nuôi nhau. Ông thường vào núi cùng bọn trẻ trâu nô đùa, luyện tập như thể người lính. Thường cùng nhau bắt trộm gà, vịt ở đồng nấu nướng, khao quân. Năm 16 tuổi, ông lưu lạc làm thuê kiếm sống nuôi mẹ. Khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, lập triều Mạc, ông đã 25 tuổi, sống khốn khó trong cảnh đất nước quê hương, luôn diễn ra rất nhiều cảnh chiến tranh, cướp bóc giữa các tập đoàn tướng lĩnh quân phiệt. Sau, ông đến nhà Bang Ninh Hầu Lê, Văn Tư ở làng Biện Thượng, là một võ quan của triều Mạc, xin đi ở, cày ruộng, chăn trâu, ngựa, vốn khỏe mạnh, nhanh nhẹn và chăm chỉ, ông được Bang Ninh Hầu tin dùng. Năm 30 tuổi, năm 1533, được tin Thái tể Hưng Quốc Công Nguyễn Kim dựng cờ phù Lê diệt Mạc ở vùng miền núi rừng phía Tây Thanh Hoa, do người anh họ là Trịnh Hoàng đã đầu quân ở đây cho biết. Để thoát khỏi cảnh tôi đòi đi ở nhà quyền quý, ông đã lấy một con ngựa tốt của chủ và luồn vào rừng, lên sách Cổ Lũng theo Nguyễn Kim. Thấy ông có sức khỏe hơn người, lại giỏi việc luyện ngựa, Hưng Quốc Công rất tin yêu, giao cho chức Chí Mã Cơ, chuyên lo việc tập luyện đội kỵ binh. Ông luôn quyết đoán nên việc gì ông làm cũng thành công. Từ đó, ông được Nguyễn Kim rất tin cậy, nhiều việc quan trọng đã được giao phó và việc gì ông cũng hoàn thành tốt. Ông được giao lên biên giới Việt Lào đón vua Lê Trang Tông về hành tại sách Thủy Thần Cấm Thủy và về Vạn Lại xây dựng kinh đô tạm thời cho triều đình. Việc vận động liên kết với các lang đạo mường ở các vùng dân tộc miền núi Thanh Hoa, Nghệ An để tăng cường lực lượng, ảnh hưởng nâng cao thanh thế nghĩa quân. Ông đem quân đi đánh Nghệ An, đuổi quân Mạc ra khỏi các vùng Thanh Hóa, đánh chiếm Tây Đô, trận nào cũng chiến thắng. Tiếng ông nổi dậy bốn phương, gần xa hưởng ứng, hào kiệt quy tụ. Năm Kỷ Hợi, năm 1539, ông được vua phong Dực Quận Công, đại tướng quân. Xuất thân từ tầng lớp nghèo khổ, nhờ tài thao lược, trí dũng hơn người, ông đã trở thành một tướng lĩnh có uy quyền, tướng lĩnh, tướng sĩ mến mộ, đứng vị thứ hai sau bố vợ Nguyễn Kim. Năm 1543, ông cùng các tướng dưới quyền đánh chiếm Tây Đô, đón vua về và hợp lực ba quân. Sau đó, theo lệnh vua, ông đón Nguyễn Kim ở Sầm Châu về. Năm 1545, đô tướng Thái sư Nguyễn Kim đem đại binh đánh Sơn Nam của triều Mạc. Đến Yên Mô, ông bị hàng tướng nhà Mạc là Dương Chấp Nhất đánh thuốc độc, chết trong một bữa ăn. Tình hình diễn ra rất nguy cấp vì mất chủ tướng cầm đầu ba quân và là người chủ trì công cuộc phù Lê. Sau đó, vua Lê Trang Tông phong cho ông làm đô tướng tiết chế các sứ thủy bộ Chư Dinh, kiêm nội ngoại bình Trương Quân Quốc, trọng sự Thái Lạng Quốc Công. Phàm binh quyền ở ngoài khốn, công việc nhà nước, mưu lược chủ tính, phong tước xa gần được tùy tiện xử lý, sau mới tâu vua. Ông là người được tin cậy để đứng đầu trong công cuộc Trung Hưng. Trịnh Kiểm ngày càng dốc lòng trung trinh, phàm công việc gì cũng quyết đoán rõ ràng, mọi việc đâu ra đấy.
Năm Bính Ngọ, năm 1546, vua về hành điện Yên Trường, sách vạn lại, Trịnh Kiểm thống lĩnh ba quân, chỉnh đốn việc triều chính, giữ vững Ái Châu, Châu Hoan. Nhiều quan văn, võ và kẻ sĩ từ khắp nơi bỏ nhà mạc về theo như Lê Bá Ly, Nguyễn Thiến, Lương Hữu Khánh, Phùng Khắc Khoan, hào kiệt theo về đông và thế lực của Nam Triều ngày càng lớn mạnh. Năm 1548, vua Lê Trang Tông mất, 34 tuổi, con lớn là Lê Duy Huyên lên ngôi hiệu là Lê Trung Tông. Mọi việc của triều đình đều do ông quyết định. Ông mở ra rất nhiều cuộc hành quân, đánh sâu vào hậu phương của quân Mạc, uy hiếp thành Thăng Long. Tháng 9 năm 1555, ông chỉ huy tướng lĩnh đập tan cuộc tiến công của quân Mạc do danh tướng Mạng Kịch Điển chỉ huy trên sông Mã. Quân Mạc bị thiệt hại nặng nề, giết vài vạn, xác chết lấp kín sông, lấy khí giới nhiều không kể xiết. Năm 1556, vua Lê Trung Tông chết, 22 tuổi, không có con nối dõi. Ông bèn sai người tìm con cháu đích hệ vua để đưa lên ngai vàng, mãi mới tìm được Lê Duy Bang, cháu sáu đời làm quốc, công Lê Trừ lên làm vua. Cuộc giao tranh của những năm giữa thế kỷ thứ 16 diễn ra rất ác liệt, gay co. Thấy thế lực nhà Lê Trung Hưng ngày càng lớn mạnh, triều Mạc tập trung lực lượng lớn tiến quân đánh vào Thanh Hoa, Nghệ An để cướp đất, gom dân, phá vỡ căn cứ của Nam Triều. Danh tướng nhà Mạc là Mạc Kính Điển được giao chỉ huy. Sách Đại Việt Thông Sử của Lê Quý Đôn đã ca ngợi hết lời uy danh vị tướng này, và dưới trướng Mạc Kính Điển còn có hàng trăm tướng tài. Thái sư Trịnh Kiểm có mưu lược, quyết đoán và biết dùng người có tài năng, hội tụ được hào kiệt bốn phương, cùng tướng sĩ xông phá khắp các chiến trường, chia sẻ gian nguy với các quân sĩ, đã đánh thắng 5 cuộc tấn công lớn của nhà Mạc, bảo vệ vững chắc Thanh Hoa, Nghệ An, có rất nhiều cuộc tiến sâu vào đất Mạc. Vừa lo việc quân, thái sư còn lo việc triều chính, sai đo đạc ruộng đất, lập chế độ thuế khóa, khuyến khích việc làm nông trang, lập tòa đông các, mở các khóa thi kén chọn người tài ra giúp nước. Tháng 2 năm Canh Ngọ năm 1570, ông ốm nặng do quá lao lực về việc quân và triều đình. Ông tạ thế ngày 18 tháng 2 năm 1570 tuổi, thọ 68 tuổi. Sau khi quân Tây Sơn tiến ra Bắc, mộ của ông đã được giấu đi và hiện chưa xác định được vị trí ở đâu. Đây cũng là một nỗi niềm cần được làm sáng tỏ. Ở phương Nam, Nguyễn Hoàng được tin đã ra chịu tang rất chu đáo. Bài tế của Nguyễn Hoàng ca ngợi hết lòng về tài, đức và công lao của Thái sư Trịnh Kiểm. Các bạn đang nghe video tại Việt Sử Toàn Thư. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Quay trở lại với nội dung của video, Tiểu Sử Thế Tổ Trịnh Kiểm. Trịnh Kiểm là người như thế nào mà từ khi trẻ mồ côi bần cùng nhanh chóng ngồi lên ngôi chúa? Tại sao lại có ghè mà ở đó vẹt chứ không phải là rồng, phượng, là linh vật được thờ cúng? Không nhiều người biết rõ việc xưa, kể cả không ít con cháu của họ Trịnh. Mời các bạn cùng lắng nghe để vén màn bí mật quanh chuyện này từ nguồn truyền thuyết gia phả họ tộc Trịnh. Chuyện ly kỳ về Thái Vương Trịnh Kiểm và ngôi nghè vẹt có 102. Theo giáo sư Trần Quốc Vượng trong cuốn Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm, giáo sư Hoàng Xuân Hãn đã dịch phần đầu tập Trịnh ra thế phả. Tuy vẫn nằm trong một văn hóa dân gian cũng như một về cách chép sử cũ, nhưng câu chuyện về Thái Vương Trịnh Kiểm rất ly kỳ. Theo gia phả trên, việc Trịnh Kiểm lập nhà chúa đã được tiên đoán từ 4 đời trước của Trịnh Kiểm là Trịnh Liễu. Trịnh Liễu ở sách Sóc Sơn hay cũng gọi là Sáo Sơn, huyện Vĩnh Phúc, trước năm 1533 là huyện Vĩnh Ninh, do huyện ký với vua Lê Trang Tông Húy Ninh nên đổi là Vĩnh Phúc, đến đời Tây Sơn đổi là Vĩnh Lộc cho đến ngày nay. Trịnh Liễu lấy vợ họ Hoàng cũng ở sách Sóc Sơn. Gia tư Trịnh Liễu nghèo đói, làm ruộng và bán nước chè kiếm sống, nhưng rất ham đọc sách. Một hôm, Trịnh Liễu đi cày ở xứ đồng trong núi, đến chỗ vực tôm, thấy có một ông già hơn 90 tuổi, sắc mặt sáng tươi, thân thế thanh tú. Ông già hỏi Trịnh Liễu, ông ở đâu, họ gì, cày ruộng chăn trâu ở núi mà lại siêng học hành thế nhỉ? Trịnh Liễu đáp, tôi ở quán Sóc Sơn, từ nhỏ mồ côi, nghèo đói, vốn thích sách vở. Hai người đàm đạo, không hay mặt trời đã gác núi. Trịnh Liễu mời ông già về nhà nghỉ lại một đêm, đến nhà thấy mấy gian lợp lá và một cái chõng tre. Trịnh Liễu một mực mời lên giường ngồi, kính cẩn mời cơm nhạt. Ông già khen Trịnh Liễu có đức, nói, lão đây vốn rất sành phong thủy, thấy trong đất sách này, chỗ nanh lợn có một huyệt khí có khí quý, táng đó thì 4 đời sau phát vương.
Trịnh Liễu nghe lời, đem hài cốt cha mẹ nhờ ông già lập hướng mà táng. Táng xong xa về, đêm ấy trời đất chuyển động mây mưa, gió thổi đùng đùng. Ông già hỏi Trịnh Liễu, ông có dám đi thăm huyệt không? Trịnh Liễu đáp có, rồi cắp dao đi thẳng đến huyệt mộ mới táng vào ban ngày. Trịnh Liễu hết sức ngạc nhiên và sợ hãi khi thấy bốn bề đen tối, mưa gió ầm ầm, nhưng trong mộ sáng như có ánh trăng. Xa trông thấy con rồng đen nằm ấp lên trên, Trịnh Liễu sợ chạy một mạch về. Ông già nói, rồng vàng là đế, rồng đen là vương, nhà ông tích lại âm công, trời giáng phúc cho đó. Ngày hôm sau, Trịnh Liễu cùng người nhà ra thăm mộ, vẫn thấy dấu rồng nằm, cây cỏ chung quanh gãy rạp đến một mẫu. Trịnh Liễu cảm kích, bán hết ruộng vườn, được 73 quan cổ, tiền biếu ông già. Ông già còn chỉ cho đất làm nhà tốt ở biện thượng, nói xong bèn lên đường. Trịnh Liễu cùng người nhà đưa chân ông già đến chỗ cổ dài, thuộc huyện Tống Sơn, huyện Hà Trung ngày nay. Bất ngờ, thình lình một cơn mưa gió ào tới, sương mù xuống ảo ạt, lại mờ mịt cả một vùng. Chỉ một lúc sau, trời quang, mây tạnh, ông già biến mất theo đám khói sương, cánh tiền vẫn còn nguyên vẹn. Lúc ấy, Trịnh Liễu mới biết, ông già chính là thần tiên hiện ra, đặc biệt đến để dâng phúc. Bởi vì thế, về sau, nơi này chúa Trịnh cho lập đền thờ, truy phong tôn hiệu là Tống Thiên Vương. Trịnh Liễu cùng anh em gánh tiền đã biếu thần tiên về dựng nhà ở Biển Thượng hay Bổng Thượng, nay thuộc xã Vĩnh Phúc, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Sau đó, Trịnh Liễu đi thi đỗ tam trường, tương đương tú tài. Con trai Trịnh Liễu là Trịnh Lan cũng lấy vợ họ Hoàng, người xã Biện Thượng. Con thứ của Trịnh Lan là Trịnh Lân cũng lấy vợ họ Hoàng, là bà Hoàng Thị Dốc ở thôn Hổ, xã Vệ Quốc, huyện Yên Định. Bà Hoàng Thị Dốc chính là người đã sinh hạ Thái Tổ Minh Khang, Thái Vương Trịnh Kiểm nhằm ngày 24 tháng 8 năm Quý Hợi, tức năm 1503, niên hiệu Cảnh Thống, thứ 6 đời vua Lê Thánh Tông. Như vậy, Trịnh Liễu đến Trịnh Kiểm đúng 4 đời y như tiên đoán của vị thần tiên năm nào. Hiện nay, trong quần thể di tích Phủ Trịnh, nổi bật là nghề vẹt. Di tích nghề vẹt được xây dựng trên diện tích khoảng 200m2. Trước sân nghè còn hiện ra một khánh đá treo trên giá đỡ. Ngôi tiền đường gồm 11 gian kiến trúc theo kiểu đăng đối. Tại đây có bàn thờ và bài vị của 12 pho tượng gỗ thờ 12 chủ Trịnh: Trịnh Kiểm, Trịnh Tùng, Trịnh Tráng, Trịnh Tạc, Trịnh Căn, Trịnh Cương, Trịnh Giang, Trịnh Doanh, Trịnh Sâm, Trịnh Cán, Trịnh Khải và Trịnh Bồng. Chính giữa hậu cung đặt bài vị đại vương Trịnh La, ông tổ dòng họ Trịnh. Đặc biệt, trong ghè còn lại 4 con ngựa thờ bằng gỗ và nổi bật là 2 con vật lớn được coi là linh vật, đồng thời là biểu tượng của nhà Trịnh. Vẹt có chiều cao hơn 2m, dáng thon và cao, tựa chim hạc nhưng lại có mỏ dài và cong, đặc trưng của chim vẹt. Vẹt được sơn son thiếp vàng, chạm trổ công phu những họa tiết lạ mắt và sống động. Trước thời, loại hình điêu khắc chim vẹt vốn xuất hiện rất nhiều, đặc biệt là dưới thời các chúa Trịnh. Trong các đền thờ họ Trịnh, thường dùng hình tượng chim vẹt làm vật thờ, các đòn khiêng kiệu của chúa Trịnh cũng thấy các hình chim vẹt. Việc nhà Trịnh lấy chim vẹt làm linh vật bắt nguồn từ một truyền thuyết không kém phần ly kỳ. Theo gia phả của tộc Trịnh, Trịnh Kiểm đến năm 17 tuổi thì hùng dũng hơn người, trí lực khác thường. Lúc bấy giờ, trong một khoảng niên hiệu Thống Nguyên, vào năm Đinh Hợi, Mạc Đăng Dung đã tiếm ngôi nhà vua Lê. Bề tôi nhà Lê là Nguyễn Kim ở huyện Tống Sơn, trang gia miêu ngoại Hà Trung hiện nay ngầm rút về Cổ Lũng, huyện Cẩm Thủy để đánh Mạc. Tướng quân nhà Mạc là Ninh Bang Hầu Quán, xã Biện Thượng, tiến quân phạt về đóng đô ở Vĩnh Ninh, Vĩnh Lộc ngày nay. Mẹ Trịnh Kiểm là bà Hoàng Thị Dốc đã đem con đến xin Ninh Bang Hầu cho Trịnh Kiểm làm gia thần. Ninh Bang Hầu mừng vui thu nhận. Ninh Bang Hầu cho Trịnh Kiểm trông coi trại ruộng ở Sách Thọ Liêu. Trịnh Kiểm nuôi trâu ngựa, hàng ngày ông được một người bạn gốc Tràm là Vũ Thị An dạy cho cách huấn luyện ngựa, có thể biết được ngựa hay. Một thời gian sau, Trịnh Kiểm ăn cắp con ngựa tốt nhất, chạy sang Sách Cổ Lũng, Cầm Thủy theo anh họ là Trịnh Quang, lúc đó đã theo Nguyễn Kim và đón mẹ Trịnh Kiểm sang ở. Ninh Bang Hầu biết tin Trịnh Kiểm ăn cắp ngựa của mình, bỏ đi nhiều ngày không về nên rất tức giận, bèn sai quân lính, các dân xã Sóc Sơn, Biện Thượng lùng bắt mẹ con Trịnh Kiểm. Xã trưởng Biện Thượng tìm thấy mẹ con Trịnh Kiểm đang ẩn nấp sau nhà, không những không bắt mà còn ra hiệu bằng cách ném đất và nháy mắt cho Trịnh Kiểm chui qua mấy tầng rào, chạy trốn đến người nhà tên Níu ở Yên Định. Người này đã bới đống thóc trong bồ lớn cho Trịnh Kiểm chui vào đó rồi lấp lúa lại.
Ninh Bang Hầu tìm không thấy tung tích của Trịnh Kiểm nên tức tối bắt mẹ của ông là bà Hoàng Thị Dốc giam lại. 3 ngày sau, Ninh Bang Hầu bắt xã Sóc Sơn đem lồng tre nhốt mẹ Trịnh Kiểm kèm tảng đá lớn bỏ vào trong rồi ném xuống sông. Bản thân Trịnh Kiểm là Vũ Thị An, sai con là Vũ Đình Tùng chạy đến xã Cổ Lũng mật báo cho Trịnh Kiểm biết. Nghe xong câu chuyện, Trịnh khóc sướt mướt mà than: người làng ta sao mà nhẫn tâm phụ bạc với ta như vậy? Ngày sau nếu ta sáng nghiệp lớn thề không về làng cũ nữa. Quả vậy, sau này thành chúa, Trịnh Kiểm chỉ xây dựng cung điện, miếu thờ ở Biện Thượng và quê mẹ ở bên kia sông chứ không làm ở Sóc Sơn. Lại nói, dù dọ đã bỏ đá vào trong nhưng thân xác của mẫu Trịnh Kiểm không chìm mà cứ nổi lên. Xác trôi dọc sông, bên trên đàn vẹt đến hàng trăm con tập hợp lại như đám mây lượn quanh, bảo vệ, che chở cho thân xác của bà. Xác trôi đến xứ Quai Vạc, có người trải lưới ở làng Đông Biện tên là An Dũng, sáng sớm tìm thấy thây gần bờ rồi mới về báo cho người làng đem cuốc xẻng ra an táng. Dân làng khi ra đến chỗ ấy thì vừa đúng giờ ngọ, thình lình thấy một mối đùn ra tận dòng sông lấp kín thân xác thành mộ lớn. Theo truyền thuyết dân làng nơi đây, đêm đến Trịnh Kiểm cùng bạn đến định đem xác của mẹ đi nhưng thấy mộ bỗng dưng to lớn nên để yên vị, cùng bạn khóc bài trước mộ rồi ra về. Tuy nhiên, theo gia phả của họ Trịnh, sau đó Trịnh Kiểm nhờ cha con Thì An đem bí mật đào dưới xác mẹ mai táng ở nơi khác vì sợ bọn Ninh Bang Hầu biết mà phá. Cha con Thì An đem xác đến nửa chừng, gặp hổ giữa đường mới sợ run, vác xác thân mẫu Trịnh Kiểm chạy qua ruộng khô đến đầu thôn Việt Yên thì bất ngờ nghe tiếng ầm như có tiếng súng nổ, thấy có bóng sáng như có bóng trăng mờ, biết đó là đất tốt nên lấy chỗ đó mà táng. Những ngôi nhà bỏ hoang không người, điều kỳ lạ là hầu hết chúng đều được xây trên nền đất từng là phần khuôn viên chính của đền Lê. Không ít câu chuyện kỳ lạ, khó lý giải xung quanh ngôi đền mang tên nhà Lê nhưng lại thờ một người họ Trịnh. Thái Vương Trịnh Kiểm đã có lịch sử 400 năm nay, phần tiếp theo sẽ vô cùng hấp dẫn. Đền Lê nằm cách trung tâm Hà Nội gần 40 km về phía Tây, phần chính của đền gần như còn khá nguyên vẹn. Những mực đá dẫn lên thượng cung, bức tượng Thái Vương Trịnh Kiểm bằng đất nện, từng phiến đá ong hằn sâu dấu tích thời gian của 400 năm lịch sử vẫn thi can cùng tuế nguyệt. Qua bao thăng trầm lịch sử của xã hội Việt Nam, ngôi đền vẫn ở đó kể với người đời sau một câu chuyện. Chuyện về một nhân vật từng có vai trò rất lớn đối với nhà Lê Trung Hưng, lập ra một thời kỳ trị vì gần 200 năm của vua Lê Chúa Trịnh. Nằm ở thả ngạn sông Tích tại thôn Lại Thượng, xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, Hà Nội, ngôi đền được vua Lê xây dựng vào khoảng năm 1623 sau khi Thái Vương Trịnh Kiểm qua đời hơn 50 năm. Theo giải thích của ông Nguyễn Đình Đào, trưởng ban công tác mặt trận thôn Lại Thượng, xã Lại Thượng, trước những năm 1990, ngôi đền là một nơi bí ẩn với ngay chính cả người dân sống ở trong vùng. Những người dân cũng biết đó chỉ là đền Lê, chứ không mấy ai biết rõ về nhân vật được thờ tự trong đền. Chúng tôi chỉ biết rằng ngôi đền được gọi là đền Lê. Sau này, các chi tiết về ngôi đền mới được bắt đầu phổ biến, nhân vật được thờ tự trong ngôi đền lại không phải là người họ Lê như nhiều người vẫn nghĩ, mà đó là một người họ Trịnh, Thái Vương Trịnh Kiểm. Tuy nhiên, điều đặc biệt là trước kia ở xã Lại Tượng không có người mang dòng họ Trịnh. Qua khảo sát cho biết cả xã cũng chỉ có 4-5 nhà mang họ Trịnh, nhưng ngôi đền vẫn được trông nom, chăm sóc, bảo vệ trong 400 năm qua. Theo các tài liệu ghi chép, thời kỳ chiến tranh Lê Mạc, quân đội của nhà Lê do Trịnh Kiểm chỉ huy từng đồn trú ở đây. Ông Vương Huy Phán, bí thư chi bộ thôn Lại Thượng cho biết, nơi đây từng là vị trí tích lũy lương thảo, tuyển mộ thêm quân để tiến đánh Thăng Long của lực lượng đánh quân Mạc do Thái Vương Trịnh Kiểm chỉ huy. Đến thời kỳ chúa Trịnh Tùng phá xong quân Mạc, đất nước Thái Bình, để tưởng nhớ công lao của Thái Vương, vua Lê đã cho xây dựng đền Lê tại thôn Lại Thượng. Theo đó, hàng năm, các quan trọng thần của triều đình cứ từ Thăng Long về đây, tổ chức quốc lễ. Tương truyền, các vua quan nhà Lê khi về làm lễ phải xuống ngựa từ nơi đặt bia đá ong có chữ Hạ Mã. Sau đó, các quan đều phải qua ao quan để gột rửa sạch cơ thể trước khi làm lễ. Tuy nhiên hiện nay, ao quan cũng không còn, chỉ còn lại bia đá ghi chữ Hạ Mã. Ở làng quê này còn lưu truyền câu chuyện, quân nhân nhà Lê sau một đêm đào xong mương quan từ Lương Sơn Hòa Bình qua Mỏ Chén, Chùa Bồ, khu sân bay Hỏa Lạc đến Linh Khiêu, Đồng Trạng, Cổ Đông, tiếp nối hò lối từ Đồng Xét đến cửa lối sông Tích, địa đạo giao thông từ hào phía núi Hòa Bình ra khu vực Đồng Quan, lên khu Thất Trại.
Hiện nay, ở xã Lại Thượng vẫn còn rất nhiều địa danh gắn liền với cuộc tiến đánh quân Mạc của Thái Vương Trị Kiểm như Gò Thảy, nơi ở của tướng, nhà giang, khu hậu cần, nhà bếp, vọng, vọng các cạnh sông Tích, vườn thương Nghĩa Trang, Gò Tai Voi, nơi chôn voi chết. Ngôi đền hiện đã có rất nhiều thay đổi theo thời gian, diện tích còn lại khá khiêm tốn. Các di tích quan trọng như bức tượng Chúa Trịnh Kiểm bằng đất nện uy nghi được đánh giá là một trong những bức tượng hiếm hoi bằng đất nện từ thời Lê Trung Hưng, bia đá vẫn còn được lưu giữ tại nơi đây. Khuôn viên ngôi đền giờ không còn được lưu giữ nguyên diện tích như xưa. Tuy nhiên, điều lạ là xung quanh phần đất đã từng là đất của ngài, nhiều ngôi nhà bị bỏ hoang một cách khó hiểu. Những mảng tường đá ong, phần mái bị dỡ bỏ, còn trơ lại phần nền để các hộ gia đình tận dụng trồng rau và để các vật liệu xây dựng. Trả lời cho sự tò mò của chúng tôi cũng như không ít du khách thăm đền về sự im ắng đến rợn người của những ngôi nhà hoang ngay sau đền là một sự im lặng, ánh mắt ngại ngần của hầu hết những người mà chúng tôi tiếp xúc. Họ tránh nói đến chủ nhân của chúng. Không ai rõ chính xác nguyên nhân rời đi của chủ nhân những ngôi nhà này. Chỉ biết mỗi gia đình đều gặp những biến cố bi thương khiến họ mất đi người thân và không ai muốn nhắc đến nỗi đau đó. Ông Nguyễn Văn Thơm, 76 tuổi, trưởng ban Khánh Tiết, thôn Lại Thượng, xã Lại Thượng, trầm ngâm khi kể lại cho chúng tôi những ký ức còn in hằn trong tuổi thơ của ông. Ngày tôi lên 6, 7 tuổi, ngôi đền này vẫn còn nằm trong một đồi lim rậm rạp. Những bức tường xung quanh ngôi đền đầy bờ bụi, rêu phong. Trẻ con thường không dám bén mảng tới quanh ngôi đền. Ngày đó phần vì tò mò, phần vì có thể được bám theo chân của các cụ ra đền, nên tôi cũng được nghe ít nhiều về những câu chuyện kỳ lạ, canh chuyện xin thơ ở đền Thái Vương Trịnh Kiểm. Lúc đó, trong trí óc tôi chỉ có thấy gì đó vừa huyền bí, vừa khơi gợi được sự tò mò và đầy bí ẩn. Người ngoài không ai dịch được thơ này mà chỉ những người đi xin mới có thể chép bài thơ ngài ban. Đại loại, trước khi xin thơ, người xin thơ làm lễ dâng lên Thái Vương. Sau đó, họ treo một chiếc bút rồi khấn vái. Kỳ lạ là, ngày đó những người đến xin thơ thấy chiếc bút di chuyển và họ dịch được những câu thơ từ các nét di chuyển của ngòi bút trước bàn thờ tự của cụ. Người xin thơ sau đó dịch nghĩa những câu thơ để đoán định hướng tương lai và các câu chuyện liên quan đến cuộc sống của họ, ông Thơm kể lại. Cũng không rõ sự ứng nghiệm của những câu thơ từ việc xin thơ của dân chúng ở nơi đây tới đâu, nhưng xung quanh ngôi đền tồn tại không ít những câu chuyện giải thoại. Một số người dân ở đây kể rằng, trước đây có người từng sống cạnh ngôi đền. Khi người con trai nhập ngũ, mỗi đêm ngủ, người cha đều nằm mơ thấy một ông cụ râu tóc bạc phơ dựng đầu dậy. Ít lâu sau, người cha nhận được tin người con trai hy sinh ngoài mặt trận. Ông Đào chia sẻ những câu chuyện kỳ bí, thậm chí hão huyền cũng có thể là một cách mà cha ông dùng để săn đe những kẻ có dã tâm, xâm phạm chốn tâm linh. Ở địa phương hàng năm, nhân dân địa phương vẫn tổ chức lễ hội đúng ngày mất của Thái Vương chu đáo. Con cháu trong làng và những người dân vẫn thường đến đây vào ngày lễ mùng 1, ngày rằm với một tấm lòng thành kính. Thái Vương Trịnh Kiểm sinh năm 1503, mất năm 1570. Tương truyền, khi sinh ra Trịnh Kiểm có hào quang rực sáng đầy nhà. Năm ông được 6 tuổi thì bố chết, ông và mẹ cày cuốc rau cháo nuôi nhau. Năm ông 25 tuổi, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, lập nên triều Mạc. Ông lên nhà một võ quan ở thuê, người này thấy ông mạnh khỏe, thông minh nên tin dùng. Năm 30 tuổi, ông theo lời kêu gọi phù Lê diệt Mạc, lập rất nhiều công trạng. Ông là người có công lớn trong sự nghiệp diệt Mạc của nhà Lê Trung Hưng. Năm 2005, ngôi đền đã được nhà nước xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Bính, trưởng bộ môn sử Việt Nam, Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, theo các giáo trình lịch sử chính thống thì năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê. Sự chống đối tiêu cực của triều thần nhà Lê chứng tỏ sứ mạng lịch sử của triều Lê đã hết. Từ năm 1545, binh quyền rơi vào tay Trịnh Kiểm. Sau khi Trịnh Kiểm mất, quyền hành về tay Trịnh Tùng, địa vị vua Lê ngày càng sút kém, việc phế lập ngôi vua do chúa Trịnh quyết định. Tuy nhiên, việc phế truất đã không xảy ra. Đây là giai đoạn vẫn còn nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, lần đầu tiên trong lịch sử hình thành hình thức phân quyền vua trị vì, chúa tổ chức điều hành hoạt động của nhà nước xuất hiện. Theo tôi thì đây là một kiểu nhà nước giống như hay có tính quân chủ sơ khai. Thời Lê Trịnh,
Từ giữa thế kỷ thứ 16 đến giữa thế kỷ thứ 18, có hơn 50 khoa thi đỗ, đỗ hơn 500 tiến sĩ. Qua một vài cứ liệu trên, cho thấy văn hóa giáo dục ở thời Lê Trịnh vẫn có sự phát triển. Video được tổng hợp từ đời sống pháp luật, Trịnh tộc, Tiền phong. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.